Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ngon Gia Đình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm món bánh gối giòn tan, thơm ngon, đầy hấp dẫn. Là một món ăn vặt rất là được nhiều người yêu thích. Và để làm cái món bánh gối này thì ở đây mình đã chuẩn bị những cái nguyên liệu sau. Nguyên liệu đầu tiên mình chuẩn bị để làm vỏ bánh đó là phần bột. Thì với công thức này mình làm gồm có 125g bột mì, 20g bột nếp, 15g dầu ăn, 60ml nước và một quả trứng gà nhé. Phần nhân của mình thì ở đây mình làm nhân mặn nha các bạn nha. Nhân mặn thì sẽ gồm có 200g thịt nạc đã băm nhỏ, 20g miến, 10 quả trứng cút, mộc nhĩ, cà rốt. Và các bạn có thể chuẩn bị thêm cà rốt này hay là đu đủ hay su hào để mình làm dưa góp mình ăn cùng với lại chấm cùng với lại món bánh gối này nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi thực hiện. Trước tiên mình sẽ trộn hai cái phần bột lại, đó là bột mì và bột năng, mình sẽ cho chung vào trong một cái tô lớn, sau đó thì trộn đều lên. Và mình cũng sẽ cho vào đây một chút xíu muối nhé các bạn nhé. Sau đó mình sẽ cho phần dầu ăn vào. Mình sẽ đập quả trứng gà vào, sau đó thì cũng sẽ trộn đều lên nhé các bạn nhé. Để cho bột nó kết dính lại thành một khối. Sau khi cho trứng gà vào thì mình sẽ sử dụng bao tay để mình trộn đều. Và cho trứng gà vào, nếu như các bạn thấy bột vẫn còn khô thì các bạn có thể cho từ từ nước vào để mình nhào thêm. Các bạn cứ cho từ từ từng chút nước một thôi nhé. Tránh mình cho nhiều quá thì nó sẽ bị nhão cái phần bột. Sau đó thì mình sẽ bóp vào trộn đều cho tới khi cái phần bột của mình nó mịn lại. Sau khoảng 15 phút mình nhào đều thì cái phần bột của mình đã rất là mịn rồi đó các bạn ạ. Bột nó đã dẻo, nó kết dính lại thành một khối, không còn dính tay và cái bề mặt bột thì rất là mịn. Sau khi nhào bột xong thì mình sẽ để bột nghỉ khoảng tầm 30 phút nhé. Trong thời gian chờ bột nghỉ, bây giờ mình sẽ đi làm cái phần nước mắm chấm và dưa góp. Thì ở đây mình chuẩn bị cà rốt và đu đủ. Mình sẽ nạo mỏng cái phần cà rốt cũng như là đu đủ thành những cái miếng mỏng. Để một lát nữa thì mình sẽ cho vào trong cái phần nước chấm. Các bạn có thể sử dụng cà rốt này, củ su hào này, hay là những cái loại rau củ mà các bạn thích ăn nhé. Thì mình sẽ nạo miếng mỏng và nhỏ ra nha các bạn nha. Sau khi đã thái xong phần cà rốt và đu đủ, mình sẽ đi pha nước mắm chấm. Ở đây mình sẽ sử dụng 2 thìa canh nước. Sau đó mình sẽ cho đường vào. Mình sẽ cho 2 thìa cơm đường vào nhé. Sau đó thì sẽ khuấy đều để cho cái phần đường của mình nó tan ra nha các bạn. Sau khi khuấy tan đường, bây giờ mình sẽ cho cái phần nước mắm vào nha các bạn nhé. Mình sẽ cho vào 1 thìa canh nước mắm. Và vắt vào đây là 1 thìa cơm chanh. Sau đó thì khuấy đều. Và mình sẽ cho cái phần cà rốt cũng như là đu đủ mình vừa mới thái nhỏ, thái mỏng vào trong cái tô nước mắm. Mình sẽ để cho nó ngấm nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong phần nước mắm chấm rồi. Bây giờ mình sẽ đi làm phần nhân nhé các bạn nhé. Để làm phần nhân thì mình đã chuẩn bị một cái chảo, sau đó thì cho một chút dầu ăn vào và sẽ cho phần hành khô băm nhỏ vào. Đợi hành đã được phi thơm, mình sẽ cho thịt vào và xào cho chín phần thịt. Khi thịt đã bắt đầu được xào chín, mình sẽ cho nêm vào đây một nửa thìa cà phê muối và một nửa thìa cà phê mì. Bạn nào thích ăn tiêu, các bạn có thể cho thêm tiêu để cho cái phần nhân của mình nó thơm hơn. Sau khi cho gia vị vào và đảo đều, cho phần thịt chín. Mình sẽ cho phần cà rốt vào đảo cùng. Mình cho cà rốt vào và đảo trước nhé các bạn nhé. Đảo cùng với phần thịt. Đảo đều lên một lượt, sau đó thì mình sẽ lần lượt cho phần mộc nhĩ và miến vào xào chung. Sau khi cho mộc nhĩ và miến vào, mình sẽ đảo đều thêm khoảng 1 phút, sau đó thì mình sẽ tắt bếp và cho phần nhân này ra bát để một lát nữa thì mình sẽ làm nhân cho bánh gối nhé. Phần
Phần bột đã để nghỉ đủ 30 phút, bây giờ mình sẽ cho bột ra bàn. Sau đó thì chia cái khối bột của mình ra thành những cái phần nhỏ. Các bạn nên rải một lớp bột áo để cho bột không bị dính nhé. Sau khi chia bột ra thì mình sẽ sử dụng cây cán bột và cán mỏng những cái miếng bột. Mình sẽ cán cho cái miếng bột nó thật là mỏng ra nhé các bạn. Phần bột sau khi đã được mình cán mỏng, bây giờ mình sẽ sử dụng một cái bát, úp bát lên trên miếng bột và khẽ xoay nhẹ để cắt cái miếng bột. Và như vậy là mình đã có được một phần vỏ bánh rồi đấy các bạn. Rất là mỏng và nó tròn theo hình cái miệng bát luôn. Thì các bạn cứ làm như thế cho đến khi hết phần bột nhé. Cái phần bột thừa các bạn lại tiếp tục vo lại, sau đó các bạn cán mỏng ra và sử dụng bát con úp lên để mình cắt. Đó, phần bột này thì mình cũng sẽ tiếp tục mình cán mỏng ra nhé các bạn. Các bạn có thể cho thêm một chút xíu nước vào, sau đó thì mình sẽ vo cái miếng bột lại và mình tiếp tục cán mỏng. Các bạn chỉ cần đặt bát lên và mình xoay nhẹ là nó sẽ tự động cắt cái miếng bột theo hình cái miệng bát của mình. Thì mình sẽ có được một miếng bột rất là tròn. Và với những phần bột còn lại thì mình cũng sẽ làm tương tự nhé các bạn nha. Như vậy là với khối lượng bột trên thì mình đã có được 10 chiếc vỏ bánh. Sau khi có được phần vỏ bánh, bây giờ mình sẽ chỉ việc cho nhân vào những cái phần vỏ bánh. Mình gấp đôi cái phần nhân lại, gấp đôi cái phần vỏ bánh lại và các bạn sẽ túm mép như thế này nhé. Trước khi cho nhân vào thì các bạn nên xoa một lớp nước mỏng ở xung quanh cái mép vỏ nhân. Sau đó thì mình sẽ cho nhân lại. Các bạn sẽ cho thịt và cho một quả trứng vào nhé. Mình gấp đôi lại cho nó có cái gấp đôi cái miếng bột lại. Sau đó thì mình sẽ gấp những cái mép lại. Và các bạn cứ làm như thế cho tới khi hết cái phần vỏ bánh cũng như là phần nhân của mình nha. Mình lần lượt làm cho tới khi hết. Các bạn cho một chút nước vào cái phần mép bánh, sau đó thì mình gấp lại cho nó dễ nhé. Và mình đã gập và hoàn thành xong những chiếc bánh rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ việc đem đi dán nữa là xong nhé các bạn. Để dán bánh thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái chảo sâu lòng, sau đó thì mình sẽ cho nhiều dầu ăn vào một chút và mình sẽ lần lượt thả những chiếc bánh vào. Thì đợi cho dầu nóng mình mới thả bánh, sau đó thì mình sẽ hạ thấp lửa xuống nhé các bạn. Mình để lửa vừa thôi và sẽ chiên cho tới khi phần bánh của mình nó chín vàng đều hai mặt là được. Các bạn sử dụng một cái chảo sâu lòng nhỏ thì các bạn cho dầu ăn vào nó sẽ đỡ tốn hơn nhé. Các bạn cũng có thể chiên sơ qua bánh, sau đó thì mình gắp ra và đến khi nào mà các bạn ăn thì các bạn có thể chiên lại một lần nữa để cho bánh của mình nó vừa nóng mà nó lại vừa giòn. Như vậy là cái phần bánh của mình đã chín rất là vàng rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ đem gắp những chiếc bánh đã chín ra nhé. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món bánh gối rồi đấy các bạn. Với công thức trên của mình thì mình có được 10 chiếc bánh gối vừa vỏ bánh giòn. Công thức này mình làm vỏ bánh nó mỏng và nó rất là giòn nha các bạn nhé. Phần nước chấm thì mình pha nó cũng có cái độ mặn vừa phải. Bạn nào mà ăn mặn hơn mình một chút thì các bạn có thể cho thêm mắm nhé. Sau đó thì các bạn có thể ăn kèm cùng với lại rau sống cho đỡ ngán. Và mình đã có được một đĩa bánh gối rất là ngon rồi. Các bạn hãy thử làm và thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.